Chào mọi người, hôm nay lên clip để giới thiệu với mọi người một số món nha mọi người. Như trên màn hình đó, đậu đồng, rồi nói chung là chân đèn, bình hoa, rồi một cái bình đựng nước đá, một cây cân, mắt kính, dây nịt, bóp và một cái bộ bình trà nha mọi người. Một bộ bình trà, đây. Như thường lệ thì công bố giá sản phẩm. Tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển hết. Tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển nhưng không bao gồm phí đồng kiểm. Anh em muốn kiểm tra hàng trước khi nhận thì vui lòng khi đặt hàng nhắn tin hoặc là gọi điện đó. Rồi báo trước tôi muốn kịp xem hàng trước khi nhận thì anh em phải tốn thêm 20.000 đồng. Phí xem hàng đó bưu điện thu chứ mình không có thu. Mình gửi bưu điện thì cái đó là quy định của bưu điện nó gọi đó là phí đồng kiểm. Thì anh em nếu có thắc mắc thì hỏi bưu điện sẽ rõ ha. Cái đó mình cũng giải thích nhiều rồi thì không giải thích thêm nữa. Rồi anh em không báo trước thì hàng đến rồi nhân viên bưu điện nó sẽ gọi tới gọi lui, nó vui thì nó gọi, không vui thì nó không gọi thì rất là khó khăn. Cho nên là anh em lưu ý nghe rõ những cái quy định bán hàng lúc đầu này. Rồi về giá bán là như thế, còn về cái quỹ đá lành đùm đá rách. Nói chung là anh em mua hàng á, điều quan trọng nhất là anh em xem thật kỹ nội dung, hình thức, công dụng của từng món hàng thôi. Trước khi quyết định đặt hàng xem có phù hợp với túi tiền, phù hợp với sở thích, nhu cầu sử dụng, nhu cầu sưu tầm của mình hay không thì liên hệ đặt hàng. Không có đặt hàng qua phần bình luận nha mọi người. Đang quay mà trời mưa. Mọi người lưu ý là không chốt hàng qua phần bình luận nha. Chốt hàng qua tin nhắn hoặc là gọi điện trực tiếp hoặc là Zalo. Zalo thì thường nó sẽ chậm hơn tin nhắn và gọi điện trực tiếp. Rồi anh em chốt hàng thì nên suy nghĩ thật kỹ. Thường á, cách làm việc của mình á, anh em chốt hàng xong á, là mình vừa chốt hàng vừa gói hàng liền luôn để tranh thủ sáng ngày hôm sau là giao hàng cho anh em, để làm sao là hàng đến tay anh em và là nó nhanh nhất. Cho nên là anh em nên suy nghĩ thật kỹ. Nhiều khi đầu giờ anh em chốt hàng mình gói hàng xong xuôi cho cái gần gần sáng cái anh em nhắn tin lại là không có đặt món đó nữa thì nó gây rất là nhiều khó khăn. Nói chung là công sức gói hàng nó rất là cực khổ. Anh em không đặt hàng thì không sao, nhưng mà đặt rồi mình gói rồi thì mà đổi ý không đặt thì nó nói chung là nó rất là phiền. Do đó anh em nên suy nghĩ thật là kỹ. Rồi hình thức bán hàng là như thế, còn về quỹ lanh lình đùm lá rách, hôm trước công bố được là 16 triệu 435 ngàn. Thì clip vừa rồi mình bán được 23 đơn hàng, mỗi đơn hàng trích ra 5.000 đồng từ lợi nhuận là được 115.000 đồng. Thì lũy kế đến ngày 13 tháng 11 thì 16 triệu 435 cộng với 115 là bằng 16 triệu 550.000 đồng. Thì quỹ đến thời điểm hiện tại là được 16 triệu 550.000 đồng nha mọi người. Rồi về quỹ lá lành đùm lá rách và hình thức bán hàng, quy định bán hàng là như thế. Rồi thì không có làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, vào nội dung chính luôn. Và hôm nay mình đi nhanh chút xíu nha. Đi nhanh chút xíu, tại vì hàng nó cũng hơi nhiều quá, cho nên đi nhanh chút xíu. Mã số 1. Mã số 1 là một cặp bình hoa mini, nhỏ gọn nha mọi người, bằng đồng. Nhỏ gọn, nó nặng một cặp nặng 300 gram, giá 300.000 đồng, mã số 1. Nặng 300 gram, giá 300.000 đồng. Nó cao là 10,7. Đường kính của cái miệng là khoảng 8,3. Đường kính đáy là khoảng 5,2. Một cặp giống nhau. Cặp giống nhau nặng 300 gram. Giá của nó là 300.000 đồng. Bình hoa này thì nhỏ gọn. Mình cắm hoa những cái loại hoa ngắn ấy, thì nó cũng rất là đẹp nha mọi người. Đặc điểm của đồng là mình cắm hoa là nó rất là lâu lâu thúi. Mã số 1, giá 300. Mã số 2. Mã số 2 là giá 500 nha mọi người, cặp chân đèn. Nói chung mọi người bỏ ra số tiền khoảng vài trăm ngàn. Nhưng mà khi mình mua một cái món hàng rồi thì về nó về đến tay mình thì sản phẩm đó là vô giá nha mọi người. Về đến tay mình rồi thì mình sẽ rất là trân trọng. Và những cái đồng Nhật này, đồng Nhật nó giá trị nó rất là bền luôn. Rất là bền. Có ông anh, một ông anh nó mua một món đồ nó rất là cũ kỹ, nói chung nó xuống màu, nhưng mà về thì ảnh
ảnh đánh bóng ra nó vậy nè mọi người, nó vàng vậy nè, nó cũ kỹ, nó tối màu lắm. Ảnh đánh bóng mà xong ảnh gửi cho mình một cái màu rất là đẹp luôn, vàng cháy đẹp cực kỳ luôn. Khi mà lúc ảnh mua về là nó xuống màu rồi, nhưng mà ảnh ra thợ ảnh đánh lại thì nó được vậy đó, đẹp lắm. Đồng nhất là cái ưu điểm của nó là như thế, ưu điểm là nó rất là sáng bóng xịn. Rất là sáng bóng và xịn. Và cái mã số 2 này là 500.000 nha mọi người. Một cặp chân đèn nó còn khá là đẹp. Đó. Rất là ít tróc nước sơn. Và nước sơn này khi nó tróc rồi mình đánh thì nó sáng bóng giống như là cái mình vừa đưa vậy đó. Rồi cái này không biết nó có cái khớp không. Hiện tại là dặn không được nè. Chắc là khả năng là nó dính liền luôn. Nó không có khớp. Kim còn y nguyên nè. Nó nặng 600g. Cặp này nặng 600g. Giá 500.000 đồng. Cặp này đẹp lắm nha mọi người. Mình thấy nó đơn giản như vậy nhưng mà nó đẹp. Cao 20. Cao 20, đường kính cái miệng này khoảng 5,5 nè. Và đường kính đáy thì khoảng 6,5. Giá 500.000 đồng, mã số 2, nặng 600g. Đơn giản mà đẹp nha mọi người. Đây. Độ mới nó còn cũng đẹp lắm. Nhưng mà độ đồng thì mình không sợ nó cũ. Cũ mình đi đánh lên là nó sẽ bóng. Nó đẹp. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là cặp chân đèn giá 550.000 đồng. Trong đây là người ta đốt cái đèn cầy nó rớt xuống nè. Nhưng mà ở đây không biết có cái khớp không, mình không có, hình như nó có cái khớp nhưng mà có keo nó dán rất là cứng không có mở được. Nếu muốn mở mà lấy đèn cầy ra khả năng là mình đục cái miếng dưới này nè, mình kiếm cái gì mỏng mỏng á, mình gạch miếng này ra, đổ đèn cầy ra xong rồi mình để vào lại. Lấy mọi người lấy sao phải khéo tay nha. Nếu không thì khả năng nó sẽ móp cái miếng đồng phía dưới này, nó không đẹp nữa. Mặc dù là mình lấy cái này ra luôn cũng được, nó không có cũng được, nhưng mà nó không có được nguyên bản. Cái này chắc là ta lấy đường dưới đáy này nè, nhưng mà kiếm cái dao gọt giấy vậy đó, hoặc là cái lưỡi vít mỏng mình khự ra. Mã số 3 này giá 550.000 nha mọi người, 550.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Đây, cái loại này nó có hình con hạt nè, này một cặp có hình con hạt, không có dặn ra được, chắc người ta lấy ta đổ ra là dưới đáy này nè. Cặp này nặng 700g, nó cũ kỹ vậy nè mọi người, mà đánh cái nó sáng bóng giống như cái hình em đưa lên vậy đó. Mã số 3 700.000. Cái loại này thì nhìn nó đẹp thôi mọi người. Mã số 3 giá nặng 700g, giá 550.000 nha. Nó lộn. Chiều cao là mình đo không có đo cái kim nha mọi người. Cao 21, đo tới cái miệng chén nè. Cao 21, đường kính thì nó cũng gần gần bằng cái kia thôi, cũng 5,5. Đường kính đáy thì 7,5. Giá 550.000. Nói chung mấy cái chân đèn này cái nào cũng đẹp chứ. Mã số 3, 550. Mã số 4, 600. Mã số 4 này nó nặng 700g nè. Nó nặng 700g mà nó nặng hơn mã số 3 đó, tại vì nó không có đèn cầy trong này. Còn mã số 3 nó có đèn cầy ở trong cái chân màu tối, màu đen hơn á. Nó có đèn cầy trong đó. Này nặng 700g nè. Cũng đơn giản giống như mã số 2 nè. Nhưng mà nó có thêm cái u ở trong đây, chỗ này nè. Và độ mới nó còn khá là cao. Nó còn cái miếng lót ở dưới này, miếng nhung lót dưới này nữa nè. Nó cũng nặng 700g. Màu sơn đồ còn, nói chung nó tróc cũng nhiều à. Nhưng mà màu nó còn đẹp nha mọi người. Mấy kiểu này thấy đơn giản mà đẹp. Cao 19,5. Miệng chén thì chắc cũng khoảng 5,5. Và đáy thì khoảng 7. Rồi, giá của nó là mã số 4 là giá 600. Đã bao gồm phí vận chuyển. Đây, để nằm xuống cho mọi người coi nè. Nó đẹp lắm. Chân đèn cầy này mua về chân cũng đẹp nữa. Giá 600 nha mọi người. Mã số 4 giá 600. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một cái bình hoa. Mã số 5 là một cái bình hoa. Bình hoa này nặng nha mọi người. Đồng nhật này mọi người. Nó còn cái lớp phủ sơn ở ngoài mà thấy nó còn đẹp nè. Khi mà nước sơn nó tróc nhiều quá, mình lấy ra mình đánh cho nó bay cái lớp sơn này luôn thì nó cực đẹp luôn. Mã số 5 nó nặng 1,4 kg, giá 1.050.000. Một cái bình hoa. Mặt đáy nè, có truyện luôn nè. Đó.
Thường thường dưới đáy này bên trong nó sẽ có đổ keo ở dưới để nó tránh bị đổ keo để tránh bị chảy nước mọi người. Hình một cái con gì nè. Không biết con gì luôn. Lè lưỡi ra xuống như này. Đó, xuống như này. Hình thức còn cũng khá là đẹp. Có con hạc ở đây. Mấy cái đồ thờ cúng của Nhật hay có biểu tượng con hạc lắm. Đó, về mọi người đánh lên là nó sẽ đẹp. Để gì xài, đặc điểm của nó là rất là lâu thúi nha mọi người. Trừng hoa rất là lâu thúi. Cao khoảng 19,5 nè. Đường kính miệng là khoảng 15,3. Đường kính đáy là khoảng 10 10,2. Bình này đẹp lắm. Trưng bày có giá trị theo thời gian nha mọi người. Rồi, mã số 5 giá 1.050.000. 1.050.000 đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 6, mã số 6 là một cái bình đựng nước đá mọi người. Bình đựng nước đá. Bình giữ nhiệt đựng nước đá có cái vòi rót nè. Đây. Bình này hàng hiếm nha mọi người. Vòi rót là mình đẩy vào. Đẩy như thế này là nó mở luôn nè. Đó. Này là khóa. Đẩy xuống như là mở, có vòi rót luôn, hàng hiếm. Ít có lắm nha mọi người. Cái này nó dán tên thôi gì nè, dán tên chỗ này. Hình thức bên ngoài thì nói chung hàng người ta xài rồi mà hàng bãi thì nó quăng dữ lắm. Mà nó quăng thì không thể nào tránh khỏi mớp méo nha mọi người, nó mớp. Nhưng mà quan trọng là nó còn sử dụng tốt là được. Đó, nó có mớp đó. Mọi người nhìn kỹ ha, những cái hàng to và nặng như này thì anh em chốt chắc giùm. Anh em chốt, suy nghĩ thật kỹ, chốt thì mình lấy. Chốt là hàng là mình phải mua hàng. Và đặc biệt là anh em có điều kiện chuyển khoản thì ưu tiên những anh em chuyển khoản nha. Nó mớp thì nó mớp nhẹ thôi chứ không có mớp nhiều nha mọi người. Mớp nhẹ 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 xung quanh cái bình. Nhưng vẫn còn ngon lành. Xài ngon. Đó, hiệu của nó nè. Cool và warm, qua tức là lạnh và ấm hay gì đó. Dùng tiếng Anh cũng không rành. Made in China nha mọi người. Sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Nói chung tất cả hàng mình bán cái nào nội địa Nhật là mình nói nội địa Nhật, còn cái nào hàng mới, hàng Trung Quốc là nói hàng Trung Quốc, mình biết được hàng Việt Nam là mình nói hàng Việt Nam. Nói chung là nguồn gốc nếu như mình biết thì mình sẽ báo rõ cho anh em biết. Mã số 6 giá 650 ngàn nha mọi người. Để đo. Này không thấy nó để bao nhiêu lít. Cao thì khoảng 30 35. Cao khoảng 35. Cái đường kính của cái bình này. Cái đường kính thì nó khoảng 22,5 23 gần 23, khoảng 22,5. Không thấy số lít mọi người. Không thấy số lít. Để em tìm vòng vòng có thấy số lít không? Nhưng mà anh em hình dung được rồi. Nó chiều cao với đường kính thì anh em hình dung được rồi. Đường kính khoảng 22,5 đó, cao khoảng 35. Bình này đựng để ở nhà mình uống là rất là ngon lành. Mở ra bên trong cho anh em xem. Đây, mở nắp ra nè. Bên trong nè. Đó, có cái nắp ở dưới nữa nè. Và bên trong đây. Nè, bên trong cái vòi mình khi mình ấn xuống nè, nó còn hở ra nè. Đó, mọi người thấy không? Với vòi còn hoạt động tốt nha. Đó, còn ron, ron đồ còn tốt. Bích lại nè. Ron còn tốt. Và cái này nếu như cái vòi hư thì chắc mình ra chợ mình mua mua mấy cái vòi nước ở chợ thay được. Thấy cũng dễ thay. Bên trong nó như là bằng nhôm mọi người. Bằng nhôm cái gì. Nói chung là còn nó cũng có vài chỗ bị mất bóp nè. Thùng này thấy xài ngon. Giá 650 ngàn bao phí vận chuyển luôn. Mấy cái loại này á, phí vận chuyển nó rất là cao cho nên anh em chốt chốt chắc giùm. Ưu tiên anh em chuyển khoản. Phí 1 triệu là nó cũng khoảng 6 70 ngàn vậy đó, phí chiều đi không. Cho nên là anh em xem thật kỹ, chốt chắc. Mã số 6 giá 650. Tiếp theo là mã số 7 là một cây cân. Cây cân 100 kg nha mọi người. Cây cân 100 kg.
Đây. Cái găng nội địa Nhật nha. Đây, hình như là nó tối thiểu là 500 g nè và tối đa là 100 kg nè, không biết có đúng không nữa. Cái cân nội địa Nhật. Mặt đáy nè. Đó. Nói chung là hình thức còn cũng khá là ok. Nó đang ở vị trí không đó, đang đúng đó. Ở đây là cái điều chỉnh nè. À, này tem của Nhật nè. Nó cân được 100 kg. 29,5. Cao là 29,5, còn ngang đó là 26,5. Giá của mã số 7 là 570.000. Cân này nó nặng lắm, nặng lắm, phí vận chuyển cũng rất là cao. Phí vận chuyển chắc cũng cỡ 70.000 á. Giá của nó là mã số 7 giá 570 mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Nói chung là tất cả đồ đã bao phí vận chuyển hết, và những món hàng lớn thì phí vận chuyển nó rất là cao. Nên anh em suy nghĩ thật kỹ. Và chốt thì chốt chắc giùm, đừng có đầu giờ chốt mà cuối giờ hồi. Thì nói chung gối thì gối hàng nó rất là cực nha mọi người. Mã số 8 là một cái máy tính tiền, cái máy tính đó, hiệu Sharp đó. Hình thức còn khá là đẹp và nó xài là xài bằng năng lượng nha mọi người. Xài bằng năng lượng, hình thức cũng còn khá đẹp. Đó. Bấm số rồi thì còn ok. 1 2 3 4 5 6 7 9 nhân 8 11 bằng 9999 không nè. À, và giờ này năng lượng nó bị yếu rồi, về anh em phơi nắng. Này mình để cũng hơi lâu. Xài năng lượng. Và một cái máy chụp hình đồ chơi của trẻ em á, đồ chơi của trẻ em. Nó giống y như cái máy chụp hình thiệt vậy đó. Nó có hướng dẫn nè, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Và nghe nói là ở trong nó có cục pin á, mình không có mở cái này ra, cho nên là cũng không có biết, anh em về nghiên cứu thêm. Cái này giống như là đồ chơi của trẻ em vậy đó. Nó có 4 bước. 1 2 3 4 và hình như nó có cục pin ở trong đó. Có cục pin ở trong đó mọi người, về nghiên cứu, nói chung là mua về để cho con em mình chơi nè. Cái này lăn được nè, nhưng mà không biết có pin, có thay pin gì không. Muốn thay pin là mình phải mở này ra, mà mở này ra thì nó gách tờ giấy, mình cũng để nguyên bản. Anh em về mua về cho con em mình nó chơi, làm cái máy chụp hình chơi cũng được. Đó. Mua về nếu mà nó xài được thì nó ngon, còn không xài được thì mình làm đồ chơi cũng được. Thì cái máy này là cái máy chụp hình dành cho trẻ em chơi á. Nhưng mà nghe người ta nói là chụp hình lên phim được cái gì đó, không có biết, không có rành. Anh em nào rành thì mình mua về xài cho anh em chơi, cho con mình chơi chứ không phải là xài nha mọi người. Chữ Nhật đầy hết trơn nè. Đó. Rồi, giá của nó là cái máy tính và cái máy chụp hình này luôn là 200, mã số 8 200, đã bao phí ship luôn. Đã bao phí ship luôn nha mọi người. Máy chụp hình đồ chơi chứ không phải là máy thiệt của người lớn nha. Tiếp theo mã số 9, mã số 9 là một cái máy tính 200 Casio. Cũng 200 luôn. Máy tính Casio nha mọi người, cũng xài năng lượng. Đây. Năng lượng nó giấc này nó hết hay gì. Đây nó mờ mờ, còn mờ mờ nè. Hồi sáng là bấm còn hoạt động tốt nhưng mà giờ này đó nó hết năng lượng rồi. Nó tối rồi nè. Về anh em phơi nắng là nó sẽ lên bình thường. Đó, yếu năng lượng rồi. Và một cái kẹp. Máy tính này nó chức năng nó cao hơn cái mã số 8 nha. Tại vì nó có điều khiển máy số 0 nữa đó. Cho nên nó cao hơn cái kia. Và cái kẹp này bằng đồng Pháp Lam nè. Riêng cái kẹp này bình thường đó là bán mà anh em sưu tầm là cũng 200.000 á mọi người. Nó bằng đồng cái gì đó, nó không hết 500. Và bên ngoài nó trắng men, làm kiểu Pháp Lam vậy đó, xưa xưa đó. Rồi cái máy tính và cái kẹp, nó giống như cái kẹp vậy nè. Không biết để tác dụng của cái này để làm cái gì. Máy tính thì nhỏ gọn nha mọi người. Này khoảng 11 nè. Ngang khoảng 4 nè. Còn cái máy tính này mở ra luôn là nó khoảng 14 nè. Gấp gọn lại thì nó rất là gọn.
gấp gọn lại thì nó khoảng 7 đó. Dài khoảng 10 11,5 12 gì đó. Giá cũng 200 luôn nha mọi người. 200 đã bao phí vận chuyển luôn. Giờ này hết điện rồi. Mã số 10, mã số 10 là một cái hai cái viên đá nè. Cái này thường thường người ta mua để treo xe hơi hoặc là mình trang trí trong nhà để phong thủy cũng đẹp lắm nha mọi người. Làm phong thủy cũng đẹp lắm. Đó, hai cái viên đá. Viên đá là đá thiệt nha mọi người. Mã số 10 giá 200 đã bao phí vận chuyển luôn. Hai viên đá để đo cái đường kính của cái viên đá này khoảng mấy để anh em hình dung. Cái đường kính khoảng 3,5 đó mọi người. Khoảng 3,5. Đường kính của viên đá khoảng 3,5. Giá của nó là 200, mã số 10, giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số mấy cái mã kính này nó hơi lâu rồi. Kính đồng giá nha mọi người, đồng giá 220 hết. Nói chung là mình lấy cái này lấy được nhiều cây giá nó rẻ xuống cho nên là bán giá nó sẽ thấp xuống cho anh em. Đồng giá hết 220 đã bao gồm phí vận chuyển, mình lấy nhiều cho nên là giá nó sẽ rẻ xuống. Nói chung là mình lấy khi nào giá rẻ là mình sẽ giảm giá xuống cho anh em cứ yên tâm. Và điều anh em mua kính là cái điều đặc biệt anh em cần lưu ý là xem kỹ mình có đo sai trên clip. Nhiều khi anh em mua về gọi cho mình hỏi sao mà nó nhỏ quá, sao mà kính nhỏ quá, mình có đo trên clip, anh em nên xem cho nó kỹ, mình có đo trên clip nha. Cái kính này là giống như là cái kính mát vậy đó, chứ không phải là kính có độ, này không có độ nha mọi người. Đó, đơn giản thôi, trồng thì nó còn cũng ít trầy, nói chung là đeo được. Và cái này là kính nhỏ, kính giả cận á. Giả cận thường đó là này 3 nè, cái độ rộng là 3 nè, chiều ngang nè khoảng 10 14, chiều ngang khoảng 14 là từ bên đây qua tới bên đây nha mọi người, khoảng 14, rộng của cái trồng là 3 nè. Đó, chiều dài của trồng là khoảng 5,5 nè. Đó, mình đo rất là rõ ràng. Cái này chủ yếu là về anh em kính cận là anh em lấy gọng, chứ nhiều khi mình không biết bao nhiêu độ thì nó cũng khó. Cái này là kính hiệu nè, nhưng mà kính hiệu thường thường nó làm bằng titan rồi nó phủ một lớp lớp mạ bên ngoài, cái nó hay bị tróc lắm. Đây nó có hiệu nè. Hiệu này nó dập chìm luôn nha mọi người. Và cái kính này cận nó cũng khá là dày á. Độ chứ cũng cao. Và có chữ mã số và thông số ở trong đây luôn nè. Nói chung là hình thức nó người ta xài rồi thì nó sẽ bị trầy xước nha mọi người. Bị trầy xước chứ nó mọi người đừng nghĩ là nó đẹp, nhưng mà nó có hiệu nè. Đó. Hiệu khắc chìm luôn nè. Những cái kính này thì nói chung là hàng mới thì nó rất là đắt tiền. Đó. Cái này là có độ nè, nhưng mà không biết bao nhiêu độ. Năm nè, rộng của cái trồng khoảng 5 nè. Dài của một trồng là khoảng 5,5 5,6 vậy nè. Còn dài toàn cái kính là khoảng 13,5, khoảng 13,5 nha mọi người. Rộng là khoảng 5. Đó. Rồi giá 11A là 220 đã bao phí vận chuyển. 11A 220 đã bao phí vận chuyển. Tới 11B cũng đồng giá luôn, tùy theo anh em thích thôi. 11B là một cái kính này kính nhỏ nè. Đó. Nhiều khi người ta vận chuyển thì có thể là này nó bị quát ra, nó quát ra thì về anh em bẻ vào lại tí điều chỉnh sao cho nó vừa với cái mặt của mình. Cái kính này để mắt in da băng luôn nè nha mọi người. Kính nhỏ này để mắt in da băng luôn nè. Đó, có thông số. Và kính này là kính cận này cũng độ cũng nhẹ nhẹ, chắc là khoảng 2 độ quá. Không biết nó nhiêu độ mà mình đoán thôi nha mọi người. Gờ gờ cái độ dày nó mình đoán thôi, chắc khoảng 2 độ. Gọng nó để làm bằng titan nè, nói chung là mắt in da băng đó, nó nhỏ gọn lắm. Và người Nhật người ta đeo là thường là ta đeo trồng nhỏ chứ không phải ta như người Việt mình mà mình thích trồng lớn nha. Rộng nó khoảng 2,9 nè, của cái gọng này nè, khoảng 2,9. Ngang thì khoảng chiều ngang khoảng 10 14 mọi người, khoảng 14. Đo từ bên đây này nè, từ bên đây qua bên đây khoảng 14.
Đó, con này là 2,9 nè, còn chiều rộng của cái gọng này 0,5 nè. Đó, người Nhật ta đeo thì cái trồng nhỏ nhỏ không mà, và trồng này thấy cũng còn chùi chùi lên, nó cũng còn sáng sáng đeo đẹp lắm. Đó, một cái. Và cái thứ hai là một cái kính mát. Kính mát này cũng có hiệu nữa nha mọi người. Đây. Phải kính mát, kính mát trồng thì nói chung là người ta đã qua sử dụng thì chủ yếu mình bán lấy gọng thôi nha. Về anh em xài được thì xài, còn không được thì mình đem ra tiệm để mình thay cái trồng khác. Nhưng mà theo mình đeo thì thấy cũng được đó. Đây có hiệu nè, Nikken nè. Đó. Mình bán một cái, hai cái còn rẻ hơn người ta bán một cái nữa. Mà giá nó càng ngày càng rẻ nữa. Anh em thấy thích thì mình mua mình xài. Giá của cái cặp này là 11B là 220 ngàn, đã bao phí vận chuyển luôn. 220 đã bao phí vận chuyển. Tiếp theo là 11C. 11C giá cũng 220 ngàn nha mọi người, đã bao phí vận chuyển luôn. Này là một cái kính, kính này chắc 1 độ quá. Để đeo vô mắt thử. Chắc khoảng 1 độ, 1 độ rưỡi gì đó. 1 độ, 1 độ rưỡi gì đó. Trồng thì cũng còn khá là đẹp. Mấy cái này mà mọi người ra cắt cái kính, kính có độ giống gì nè, không có dưới 400 ngàn đâu nha mọi người. Không dưới 400 ngàn. Nhưng mà cái này khoảng 1 độ, 1 độ rưỡi gì đó. Nói chung mấy cái kính cận của Nhật thì nó nhỏ nhỏ không à. Khoảng 3 nè. Chiều rộng của cái gọng khoảng, của cái trồng khoảng 3. Con này khoảng 10, 13,5 á. Từ đây qua đây khoảng 13,5 nè. Còn cũng được lắm. Gọng này thì bằng nhựa. Này để nè, 1.0 chắc là 1 độ nè. Đó, 1.0. Chắc là 1 độ. Vào cái này nói chung nó xịn lắm, nó xịn nhưng mà nó có lớp phủ nè, lớp phủ xong nó bị tróc nè. Tróc cái lớp phủ nè. Về anh em để về vậy anh em thay, hoặc là có thể mình đánh và tróc cái lớp này ra luôn cũng được. Chứ mấy kính này thường là kính hiệu không nè, nó làm bằng titan không đó, nhưng mà nó xài lâu ngày nó tróc cái lớp xi hiệu đó, cái hiệu hiệu nó nguyên dọc luôn mà nó tróc rồi. Cái càng nè, cái này cũng có độ nha mọi người, này chắc cũng khoảng 2-3 độ gì đó, cái này chắc cũng khoảng từ giá 2 độ. Đó. Trồng thì cũng có trầy nhưng mà ít, về anh em lau chùi lại cho nó sáng lại. Dùng cái này là kính hiệu nè, có chữ R ở bên ngoài màu vàng nữa nè. Mấy này là hàng hàng hiệu không à. Đó. Ngay chỗ cái gọng nè, có chữ R chỗ này nữa. Rồi giá của 11C cũng là đồng giá luôn, 220 ngàn. Tiếp theo là 11D, 11D cũng 220 luôn mọi người. Nói chung là mấy 6 mã kính hôm nay đồng giá hết 220. Nói chung là mình lấy càng rẻ thì sẽ bán cho anh em càng rẻ. Đây cũng là một cây kính hiệu nè, cũng giống như cái kính kia đó, cũng bị tróc nè. Nhưng mà hiệu là nó dập chìm ở đây nè, nó để bằng titan nè. Rồi cái gì đó, thông số cái gì dưới này nè. Nó dập chìm nhưng mà nó tróc hình khúc rồi nè. Rồi bên đây là có hiệu nữa nè. Đó, nói chung là mấy cái kính này là kính hàng hiệu không à, nhưng mà là người ta xài lâu ngày nó tróc. Này có độ. Có độ chắc người lớn tuổi đeo được. Mấy kính loại bự này thường thường là thấy mấy người lớn tuổi đeo á. Này cũng từ giá 2 độ chứ mít. Người lớn tuổi đeo. Hình thức thì nó gì đó nha mọi người. Nó tróc vậy đó, nhưng mà xài thì nó bền. Anh em đừng có hy vọng là nó sẽ mới nhiều nha. Mặc dù là hàng thương hiệu, giá lúc mới nó rất là cao, nhưng mà do ta xài lâu ngày, ta quăng, ta dục thì nó sẽ như thế này đây. Mấy cái đuôi này nè, nó cũng tróc tróc nè. Đó, nó sẽ cũ kỹ. Về mình vẫn xài được, ví dụ vừa mắt mình thì mình xài. Một cây, và cây thứ hai này là như là cây cũng là cây có độ nè. Cây thứ hai chắc cũng từ giá 2 độ. Có mã số nè.
mấy cái kính này mà đi ra cắt đi từ giá là 400-500 ngàn. Ồ, cây này tới 4 độ như thế gì mọi người, đây 4 độ đang quay mà trời mưa nữa. Này là sản xuất ở Trung Quốc nè. Đó, cây này như tới 4 độ luôn. Đúng rồi, quá dữ luôn. Cái trồng nó dày 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 một cục luôn. 4 độ, nó có để 4 độ rồi. Đó. Nếu một cây này mình mua về mình xài được một cây là mình lời vậy. Một cây ra tiệm mà cắt hàng ở Việt Nam mình thôi là không có dưới 400 đâu. Cũng là 220 luôn, 11D 220 ngàn, đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là 11E. 11E cũng đồng giá luôn, 220 ngàn. 11E nha mọi người, 11E là đây anh em nhớ đúng mã số nha. Nhiều khi mình chốt lộn á, đang ấy mà mưa to quá. Đây một cây này rất là đẹp nè. Cây này nó cái clip trước mình còn tồn lại nè. 11E. Khoan để mình đo lại 11D nãy chưa có đo. Chiều rộng của cái trồng để cho anh em hình dung là nó bay lớn á, khoảng 3,5 nè. Nhiều khi anh em nhận về cái anh em nó sao nhỏ quá thì cũng rất là khó. Còn cái kính lớn này là 4,5 nè mọi người. 4,5. Ngang là khoảng 13. Ngang khoảng 13. Còn cái kính nhựa này thì ngang khoảng 13,5. Đó. Đo cho anh em rõ. Ở này đo trước luôn để thôi lát mình quên nè. Ngang khoảng 14 nè. Rộng của trồng là khoảng 3,5 nè. Đó. Còn cái này ngang khoảng 14 nè, rộng của trồng là khoảng 15 nè. Đó. Cái kính này ở bên trong nó như mạ vàng nha mọi người. Nó có độ nhưng mà không biết bao nhiêu độ. Trồng nó thì nó bị mẻ chỗ này nè, nhưng mà đeo vô nó không ảnh hưởng gì tới tới nhìn thấy, tại mẻ dưới đó là nó không sao. Cái này chắc cũng khoảng 1,5 độ á, cái độ dày của nó nè chắc khoảng 1,5 độ đó. Nói chung là cái kính này nó rất là xịn sò, nhưng mà chữ thì nó mất hết rồi. Ở ở ở trên này nó có để là made in, để mình xem là made in China nè, ở cái đuôi nè. Nói chung là cái nào có để chữ là made in China là ngon đó mọi người, có để chữ là ngon rồi. Tới cái này thì nói chung là mấy cái kính nhựa là hay là bị tróc cái lớp phủ, nó làm cái gọng bằng titan nhưng mà cái lớp phủ là thường là nó tróc hết rồi nha mọi người, nó tróc nước xi á, xi nó không còn bóng nữa. Thường với lại mấy cái đuôi bằng nhựa nè nó hay bị cũ kỹ nè đó. Cái trồng thì trồng này chắc khoảng từ giá khoảng 2 độ, khoảng 2 độ nha mọi người. Cái trồng này từ giá 3 độ chứ không phải 2 đâu, nó dày dữ lắm, chắc khoảng từ giá 3 độ. Rồi mã 11E cũng là 220 ngàn đồng luôn nha mọi người. 11E 220 ngàn đồng. Nói chung là anh em mua về mà ví dụ mình xài được là ngon, còn không được thì mình lấy gọng ra mình cắt cái trồng mới mình để vào. Xài được thì thấy là mình mua với cái giá rất là rẻ, hai cây mà 220 trừ phí ship ra thì theo xa gần khoảng 3 đến 40 ngàn, ví dụ 40 thì còn 180 một cây khoảng 90 ngàn. Đó, đang quay mà mưa to quá mọi người. Đây tiếp theo một cây này là một cây kính mát. Kính mát có chữ nè. Đó, cây kính mát nha mọi người. Kính mát thì khỏi cần phải cắt lại tại vì trồng nó có trầy, nhưng mà trầy ít mình đeo được. Chiều ngang đó là khoảng 13,5 nè. Rộng là khoảng 3 nè. Đang quay clip mà mưa to quá không biết anh em nghe có rõ không nữa. Đây tới cây này. Cây này thì cũng như mấy cây hồi nãy là nó bị nó có hiệu nhưng mà nó dập hiệu nhưng mà nó bị tróc cái lớp nước xi nha mọi người. Nói chung mấy cái kính này là kính xịn không à, kính hàng hiệu không à, nhưng mà người ta xài lâu ngày nó bị tróc nước xi á, chứ mấy cây này là kính kính hàng thương hiệu không mọi người. Đó, về anh em bẻ để cho nó vừa cái con mắt mình. Nó có dập hiệu ở trên này nè, nhưng mà chữ nó nhỏ quá nhìn không có thấy. Đây hình thức nó đây. Mấy cái kính này, cái kính này chắc cũng khoảng 2 độ. 2 độ đến 2 độ rưỡi á. Hàng hiệu nhưng mà nó cũ, 14. Rộng là khoảng 4,5.
Rộng của rộng khoảng 4,5, chiều dài của rộng là khoảng 5,6. Rồi giá của 11F. 11F là nó cũng là 220.000 đồng luôn nha mọi người. Mấy cái kính mà rộng kim loại này nè, thường là mấy cái kính xịn không à. Thương hiệu lớn không, nhưng mà và dành cho những người lớn tuổi đeo á, mà ta đeo lâu ngày nó cũ kỹ. Mà đối với người ta cũ kỹ, đối với mình xài bền là được nha mọi người. Bền là được. Rồi, đồng giá 6 mã kính đều là 220.000. Tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 là một cây kèn giá 600.000. Cây kèn. Đây, hiệu của nó nè. Ma Joy Boy vậy nè, Ma Joy Boy. Tomboy á, cây kèn còn nguyên hộp luôn. Kèn đã qua sử dụng, mở ra là phải bóp vào nè. Đó, kèn đã qua sử dụng nhưng mà nó còn hộp luôn. 600 đã bao phí vận chuyển, anh em nào thích thì mình mua. Made in da băng luôn nha mọi người. Đây. Made in da băng. Độ mới cũng còn khá là cao, sử dụng thì bình thường. Sử dụng tốt bình thường. Thương hiệu đây. Cái kèn Monica gì đó. Để thổi thử cho anh em nghe âm thanh nè. Rồi cái kèn này là giá 600 nha mọi người. Giá 600 bao phí ship cho anh em luôn. 600 ngàn bao phí vận chuyển luôn. Mở ra đi, chừng nào có dao mình hả quấn cái bọc chống sốc lại. Mã số 12 giá 600. Cái kèn này nó nhỏ nha mọi người, nhỏ gọn. Anh em nào thích chơi kèn này thì biết về kèn này. Khoảng 11 nè. Ngang thì khoảng 4. Còn cái kèn thì nó còn nhỏ hơn nữa. Đây, nói chung anh em nào chơi kèn này thì biết 10,5. Ngang thì khoảng 3. Ngang khoảng 3. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lỗ. 10 lỗ nha mọi người. Còn đầy đủ hộp. Giá 600. Tiếp theo là mã số 13 là một cái cà vạt. Giá 250.000 nha mọi người. Mã số 13 giá 250.000, đã bao phí vận chuyển luôn. Cái cà vạt này còn nguyên hộp, chưa có xài nha mọi người. Hình con chó nè. 250.000. Và đây nó có hiệu nè. London England nè. Đó, chưa xài luôn. Chưa có thắt luôn, anh em mua về thắt lại. Để dỡ cái hộp ra coi. Sợ nó hư. Đây nha anh em. Đây bề trái của nó nè. Rất là xịn. Rất là xịn sò nha. Đó, của nước Anh luôn á. Anh em nào có nhu cầu mua để dành đi đám tiệc đồ cũng ngon lắm, nhưng mà xài hàng thương hiệu của nước ngoài. Mã số 13 giá 250. Tiếp theo là mã số 14 là cộng unit. Cộng unit này hôm trước là có anh em đặt, là hai người đặt luôn. Đặt xong rồi cái hồi người khác đặt, mình gói hàng xong cũng lại hồi nữa. Do nó là nó ngắn, anh em nào là tức là cái vòng eo nó nhỏ. Anh em nói chung là gầy là mình đeo được. Còn anh em nào mập thì đeo không được nha. Anh em nào gầy gầy khoảng chừng 50 kg, 55 kg đeo được. Cái chiều dài của cộng unit này là khoảng 98 nha mọi người. Khoảng 98, 97. Để đo chính xác luôn cho anh em xem. 97. Chiều dài cộng unit là 97, còn rộng cái bảng nó là 3 4 phân. Rộng 4 phân, dài là 97. Anh em khoảng 5 mấy ký đeo được, còn 60 ký đeo không được nha. Này nó có nhiều lỗ, cho nên là không có sợ nó bị dài ngắn gì hết, tại vì lỗ nào mình đeo cũng được chứ nè. Đó. Và hai kim đầu bằng đồng, anh em về muốn sáng thì mình đánh lại,
đánh lại cho nó sáng. Hình thức bên ngoài thì còn cũng khá là đẹp nè, nên hôm nay bán giảm giá anh em luôn, còn 500 ngàn. Made in China nè, sản xuất Trung Quốc, sử dụng cho thị trường Nhật. Cái này thì anh em nào xài hàng Nhật thì cũng biết rồi. Đó, hôm nay giảm giá luôn 500 ngàn để cho anh em mua. Anh em nên suy nghĩ thật kỹ hãy chốt nha, chứ nhiều khi mình chốt rồi cái gói hàng xong xuôi gì rồi cái hồi lại thì nó rất là khó. Mình suy nghĩ kỹ đi, không ai ép mình gấp đâu. Tại vì anh em vừa chốt là thường mình gói hàng liền không à. Vừa chốt là gói hàng liền để sáng mai gửi cho anh em. Tiếp theo là 15A, B và C. Ba cái bóp hàng Thái. 15A đồng giá hết 320, ABC đồng giá 320, chủ yếu là cái mẫu mã anh em thích mẫu mã nào thôi. Này hàng mới nha mọi người, hàng ở Thái, chắc chắn đảm bảo anh em hàng Thái. Còn mấy cái mà Sifiro mà hàng của Việt Nam thì mình nói hàng Việt Nam, còn cái này là hàng Thái thì mình nói hàng Thái. Da nó rất là mềm, anh em mua về là ưng ý liền, nó mềm mại lắm. Rồi bên ngoài rất là mềm mại, bên trong của nó nè. Đó, mềm rất là mềm luôn. Hàng Thái này hàng mới. Lật qua lật lại nè, độ hoàn thiện nó cũng cao lắm. Đó, bên trong nè, bên trong nè. Đó, nói chung là những cái bóp này anh em mua về mà cái độ độ mềm, độ đẹp của nó thì khỏi phải bàn cãi à. Nhìn trên clip thì anh em cũng thấy à, nó rất là đẹp, xài mấy cái này thì rất là ngon. 12,5. Mấy cái bóp thường thường bằng nhau không à, 9,5 và 12,5 là chuẩn nè. Cái size này là chuẩn nè, 9,5, 12,5 là size chuẩn. Rồi giá của nó là 320, mã số 15A. Giá 320 đã bao gồm phí vận chuyển. 15A, 320 nha mọi người. 15B cũng đồng giá luôn, 15B, 320 luôn. Tùy theo anh em thích cái kiểu nào thôi, chứ giá thì nó đồng giá hết. Cái nào cũng đẹp, mềm mại thôi. Quan trọng là cái kiểu dáng thôi. Cái này chắc cũng giống cái kia nè, lật qua lật lại y chang luôn nè, thấy không? Đây, bên trong giống hệt luôn, nhưng mà bên ngoài thì nó hơi khác một tí. Bên ngoài nó hơi khác một tí nha. Đó, bên ngoài đây nó có chữ Petro nè, thương hiệu Petro nè. Đó, nó có chữ đó. Rồi, cái mẫu này nó cũng bằng cái mẫu kia 320 luôn, 15B, 320 đã bao gồm phí vận chuyển. Tùy theo anh em thích mẫu nào thôi. Chứ cái độ đẹp, cái độ da mềm mại của nó thì anh em mua về cầm trên tay là thích liền. Mười lăm C cũng đồng giá 320 luôn nha mọi người. 15C, đây cái chữ của nó không biết giống cái bóp chữ này không, đây giống hệt nè, nhưng mà cái chỗ này thì nó may ở đây, còn cái bóp này nó may chỗ nó dập hiệu chỗ này, da rất là mềm. Đó, cái này thì nó hơi khác chút, lật lên lật xuống, cái kia lật qua lật lại, con này lật lên lật xuống, rất là nhiều ngăn. Ngăn thì khỏi đếm nha mọi người, rất là nhiều ngăn luôn. Hàng này là hàng mới á, nhưng mà hàng này là nguồn gốc nó ở Thái. Nguồn gốc nó ở Thái Lan nha mọi người. Bên trong nè. Rồi cũng đồng giá là 320 luôn. Đã bao phí vận chuyển luôn. 15A, B và C. Mấy cái kính hôm nay anh em mua về, nói chung là hàng hiệu không à, nhưng mà nó cũ. Mua về mình xài thì được nha mọi người. Nhất là mấy chú bác lớn tuổi. Còn anh em chú ý mấy cái kính này, anh em chú ý kỹ cái size mình đo. Để thôi anh em nhận về cái nó hỏi sao mà nhỏ. Điện mình có đo trong clip mà mình hỏi nhỏ thì nói chung cũng khó trả lời. Cho nên mình nói hoài à, anh em mua hàng cứ xem thật kỹ đi. Để cho bên mua bên bán, khi mình mua hàng về thì hai bên đều vui vẻ, chứ không phải là mua về xong rồi nó bích lòng với nhau thì mình không có muốn. Hàng bán thì mình không có bao đổi trả, nhưng mà các anh em xem thật kỹ đi, mình có đo trên clip rõ ràng.
Tiếp theo là bắp nghĩa địa nó còn mắc hơn bắp bắp mới nha mọi người. Bắp đã qua sử dụng mã số 16 350 ngàn này. Cái này nó có dấu cộng chắc là bắp ở Thụy Sĩ. Nó không có dập hiệu ở ngoài nhưng mà có đầu gài nữa nè. Bên trong nó có hiệu nè. Chữ nhỏ quá cũng không có thấy nữa. Đây, anh em nào thấy thì đọc. Cái này để cái thẻ nhớ nè. À, cái chỗ làm để thẻ nhớ một cái nè, đây thẻ nhớ hai cái nè. Thẻ nhớ lớn, thẻ nhớ nhỏ nè. Ở đây tự nhiên nó mài cái đầu kéo ở chỗ này. Bên đây thì không có, không biết mục đích nó mài để làm cái gì nữa. Ở đây có nhiều ngăn lắm nè. Nói chung hình thức cái này thì còn cũng được nhiều người. Giá 350. Hàng đã qua sử dụng, giá cao hơn hàng 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 mới nhiều người. Bên trong nè. Đây. Người ta xài rồi mà tới cái tem bằng bằng giấy mà nó còn nè, để made in China nè, sản xuất ở Trung Quốc. Sử dụng cho thị trường nội địa Nhật nhiều người. Nhưng mà cái thương hiệu này chắc là ở Thụy Sĩ quá. Bên trong nè, nói chung là còn cũng khá là ngon lành. 350 ngàn đã bao phí vận chuyển luôn, chắc là thương hiệu của Thụy Sĩ mọi người. Bóp đứng 13 ngang thì khoảng 9,5, cao là khoảng 13 nè. Giá của mã số 16 này là 350 nha mọi người. Mã số 16 350 ngàn đã bao phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 17 là cái bóp hiệu giá 800, 17 giá 800 đã bao phí vận chuyển. Cái bóp này nó làm rất là đơn giản nhưng mà giá nó sao nó quá cao. Tại mình lấy về nó cũng hiếm nữa, lấy về bán đại cho nó có hàng bán. Hiệu nó là Đinh Hiu nha mọi người, hiệu của thuốc hút. Và cái hiệu Đinh Hiu này rất là nổi tiếng, rất là nhiều túi và bóp, nói chung nó rất là nhiều mặt hàng. Túi đeo chéo và bóp. Độ mới nó còn khá là cao. Đó. Và cái này bán là hình thức giao dịch là anh em chuyển khoản cho mình nha. Đường kim mũi chỉ. Độ mới còn khá là cao. Cái này làm cũng rất là đơn giản. Bên trong thì không có dây kéo luôn, nhưng mà nó dập chữ Đinh Hiu nè. Dập chữ Đinh Hiu trên miếng vải đầy luôn. Độ mới còn khá là cao nha mọi người. Không có, nó đơn giản lắm, không có dây kéo gì hết. Mấy cái bóp mà thường thường mấy cái bóp xịn á, thương hiệu xịn là ít có dây kéo lắm. Thương hiệu nổi tiếng. Cái miếng cao su của nó thấy cũng rất là chắc chắn. Da nó sớ rất là to nè. Đinh Hiu nó in trên này nữa nè. Đó, mấy ngăn nè. Ngăn nhỏ nhỏ thì khỏi phải đếm. Đây một ngăn nè. Hai ngăn nè. Ba ngăn nè. Bốn ngăn nè. Năm, sáu, bảy, tám, chín ngăn nè. Làm đơn giản vậy đó mà giá rất là cao. Anh em cứ lên mạng tra thử cái bóp Đinh Hiu nó bao nhiêu tiền nha. Cái anh em lên để bóp da Đinh Hiu ví da nam á, cao là 12 nè, ngang là khoảng 9,5 nè, 12 và 9,5. Lên mạng tra thử bạc triệu của nhiều người, vài triệu một cái á. 800 mã số 17 giá 800. Anh em nào thích xài hàng hiệu thì chơi cái này xài đời đời luôn. Và nó đẳng cấp đó. Tiếp theo mã số cuối cùng là bộ bình trà. Bộ bình trà là mã số 19. Mã số 18 nha. 16 là 350, 17 là Đinh Hiu là 800. Mã số 18 là mã số cuối cùng. Là một cái bộ bình trà. Một cái bình rất là nhỏ gọn. Nhưng mà 10 cái chung. Đó. 10 cái chung trà. Bên ngoài là quét vàng nè mọi người. À, mọc ra 10 cái giống nhau, mình chỉ giới thiệu một cái thôi nha. Này là 1,3 triệu. Đây, mã số 18, 1,3 triệu đồng. Đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái bộ này không có cái khay này nha mọi người. Khay này mình giao không có được nha. Chỉ giao bộ bình trà thôi. Cái khay để mình đựng bộ bình trà mình bán cho nên là không có giao nha. Cái khay này nó bằng mica. Cao khoảng 4,5, đường kính thì khoảng 7,5 nè. Cao 4,5, đường kính khoảng 7,5 là cái tách nha. Cái tách trà, còn cái bình. Cái bình thì nó cao khoảng 7.
đường kính miệng là khoảng 6,5 và cái bầu bình khoảng 9 nha mọi người. Còn từ cái quai qua qua tới cái bầu bên đây là khoảng 13. Cái miệng thì khoảng 12. Đó. Cái bình nè, nó quét nó vẻ vàng xung quanh nè. Mọc nè. Đó, bình đơn giản nhỏ gọn thôi, lược tổ ong. Đơn giản nhỏ gọn mà đẹp. Bộ này trưng bày cũng sang trọng nha mọi người, nó quét vàng ở trên này nữa nè. Giá 1 triệu 3 bao ship. Tiền ship cũng khoảng 7-80 ngàn. Đó. Một cái bộ trà này á, nếu tính tiền ship luôn là lời được khoảng 50 ngàn đó mọi người. Nhưng mà quan trọng là bán để phục vụ để anh em xài. Một bộ bình trà lời khoảng 50 ngàn, ví dụ mà giảm giá nữa là nhiều khi có những cái món nó bán là nó lỗ chứ không có lời, nhưng mà không phải món nào cũng lời hết. Đôi khi ví dụ mình lấy nhầm món mà không có anh em nào thích đó, rồi bán là nó sẽ bị lỗ. Không thích thì mình phải giảm giá thì bị lỗ. Cho nên là không phải bán hàng online này không phải món nào mình cũng lời đâu. Có những món là bán lỗ luôn, nhưng mà anh em đâu biết, nhiều khi anh em gọi điện trả giá nữa. Bán cái túi chéo 500, gọi lại trả giá 400 đi. Mình bán trên quay clip cân nhắc giá rất là kỹ. Ví dụ anh em mua hai món thì mình giảm, gom hai món là giảm 30-50 gì đó tùy theo món, là mình tự biết mình sẽ giảm. Chứ anh em trả giá là không có lời mà tới cái khoản mà là một cái túi mình lời nhiều mà trả giá bớt 100 ngàn. Không có chuyện đó đâu mọi người, không có lời đến khoản đó đâu. Cho nên anh em đừng có gọi trả giá. Giá thì mình đã cân nhắc rất là kỹ, đưa lên. Ví dụ anh em mua hơi hai món ba món thì mình tự cân nhắc mình sẽ bớt. Anh em nào chuyển khoản thì mình sẽ nhắn tin với anh em luôn là sẽ giảm bao nhiêu đó để cho anh em chuyển khoản, chứ mà không có giảm giá nhiều. Cho nên anh em đừng có trả giá, đừng mặc cả nha. Rồi hôm nay có tổng số là 18 món hàng. Anh em nên xem thật kỹ nội dung, hình thức công dụng của từng món hàng trước khi quyết định đặt hàng. Xem có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988 190303, mình tên Được ở An Giang. Liên hệ đặt hàng qua số điện thoại, qua tin nhắn, gọi điện trực tiếp hoặc là Zalo, không chốt hàng qua phần bình luận nhiều người. Không chốt hàng qua phần bình luận. Anh em lưu ý cái vấn đề đó. Anh em xem thật kỹ nha. Điều quan trọng là anh em xem thật kỹ và đặt hàng thì chốt chắc giùm, đừng có đầu giờ đặt và cuối giờ thì xả. Không phải mà như trên livestream mà anh em xả được. Tại vì anh em đặt hàng xong là mình sẽ tiến hành gói hàng liền để tranh thủ để sáng sớm mình giao hàng, làm sao để cho hàng đến tay anh em một cách nhanh nhất. Cho nên anh em đặt hàng thì suy nghĩ thật kỹ, chứ để mình gói hàng rồi anh em hồi thì rất là khó khăn. Rồi, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt, hẹn gặp lại.